Alo alo, chào các bạn, mình là Hoàng. Đây sẽ nơi mình làm video về nước hoa, đời sống và một chút về xe cộ nếu có thể. Hiện tại thì mình đang ở Starbucks Season Avenue. Đây là một quán cà phê mình hay ngồi để làm việc cũng như là ngồi chém gió với bạn bè. Hôm nay chủ nhật thảnh thơi thì mình sẽ lên mạng shopping ít đồ. Tiện thì mình sẽ hướng dẫn anh em mua đồ ở Coolmade luôn. Bởi vì là trong những video trước thì rất nhiều anh em hỏi mình là ở tỉnh xa thì mua đồ ở Coolmade kiểu gì. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Thì đầu tiên mình sẽ vào trang chủ của Coolmade. Mình thì hay chọn cái Super Cool Box bởi vì nó vừa rẻ, vừa đủ combo từ đầu đến chân luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ chọn đồ cái đã nhá. Ở Coolmade thì cũng có hỗ trợ giao hàng trong vòng 4 tiếng tại nội thành Hà Nội. Còn anh em tỉnh khác thì chắc cũng chỉ mất một vài ngày thôi. Thì đợi lát nữa hàng về mình sẽ khui hộp ra cho anh em xem mình đã mua được những cái gì nhá. Ok, mình đã chọn đồ xong rồi. Trong lúc đợi đồ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là tại sao mình lại thích ngồi ở đây. Thứ nhất là về không gian. Thì trước đây mình không dám ngồi ở Starbucks đâu, bởi vì là nó đắt gấp đôi, gấp 3 lần những quán cà phê khác. Bình thường mình chỉ dám ngồi những cái quán cà phê khoảng 30-40 nghìn thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì những cái quán đấy nó đông khủng khiếp và hơi ồn ào. Mình thì mình thích nơi nào nó yên tĩnh để có thể đọc sách, làm việc. Cho nên mình đã chuyển qua ngồi ở Starbucks nhiều hơn. Mình không hề cố ý ra vẻ thượng đẳng hay là chảnh chó gì đâu. Chỉ là với nhu cầu cá nhân của mình thì mình thích cái nơi nào mà nó có một cái không gian đẹp, yên tĩnh, lịch sự thì mình sẽ đánh giá cao Starbucks hơn thôi. Thứ hai là về dịch vụ và thái độ nhân viên. Thì ở đây các bạn bỏ ra nhiều tiền hơn thì các bạn sẽ nhận lại được cái dịch vụ nó xứng đáng. Các bạn nhân viên thì vô cùng dễ thương, vô cùng nice và thân thiện. Bình thường khi mà các bạn mua đồ thì wifi của các bạn chỉ được khoảng 1 tiếng thôi. Bạn nào mà ngồi làm việc lâu thì vẫn có thể ra xin thêm pass wifi. Các bạn nhân viên rất là thoải mái, không như một số nơi mà mình ngồi hơi lâu một chút là bị ăn lườm ngay. Và khi đến Starbucks thì các bạn nhớ mang theo một chiếc cốc hoặc là bình cá nhân nhé, để các bạn có thể được giảm giá 10.000 và giảm cái số lượng cốc nhựa để bảo vệ môi trường. Hoặc nếu mà các bạn không có cốc thì có thể dặn các bạn nhân viên là làm ra cốc thủy tinh hoặc là cốc sứ để giảm bớt cái lượng nhựa đi. Mình biết là mọi người ai cũng sẽ thích có cái cốc cô tiên cá màu xanh lá cây để chụp hình sống ảo, nhưng mà hạn chế sử dụng cốc nhựa thì mỗi người ý thức hơn một tí thì cộng lại nó sẽ được nhiều tí đấy. Thứ ba là về phần đồ ăn đồ uống. Nếu mà để đánh giá một quán cà phê mà không nhắc đến đồ ăn đồ uống thì có vẻ là hơi thiếu sót nhỉ. Thì bình thường mình chỉ uống caramel macchiato ở đây thôi, hoặc thỉnh thoảng thì đá qua cold brew, hay là mùa nào mà có đồ uống gì ngon ngon thì mình cũng sẽ thử. Nhưng mà chủ yếu thì mình vẫn uống caramel macchiato là chính, bởi vì mình nghiện cà phê mà. Mà những người nghiện cà phê như mình uống cà phê Việt Nam kiểu đậm đà nó quen rồi, thì khi mà chuyển qua uống Starbucks thì lúc đầu sẽ thấy nó hơi nhạt nhẽo một tí. Nhưng mà khi đã uống một vài lần rồi thì sẽ thấy nó có cái kiểu ngon riêng, nó kiểu ngậy ngậy, thơm thơm riêng. Còn về đồ ăn thì ở đây có cả bánh ngọt, bánh mặn. Nhưng mà mình thì không phải là fan của bánh trái cho nên là cũng ít ăn. Điều tiếp theo là uống cà phê nhưng mà lại không phê. Có những người thích uống cà phê nhưng mà họ bị kiểu say cà phê ấy. Tức là khi mà uống cà phê vào người sẽ thấy người nó nôn nao, nó khó chịu. Thì ở Starbucks các bạn có thể bảo các bạn nhân viên là decaf, decaf gì cho các bạn. Tức là sẽ khử caffeine ra khỏi cốc cà phê. Thì như vậy ai mà thích uống cà phê thì hoàn toàn có thể yên tâm là uống cà phê nhưng mà không sợ bị say. Hoặc là buổi tối đi uống cà phê thì về cũng không sợ bị mất ngủ. Và điều cuối cùng là dành cho những bạn ăn kiêng hay là tập gym. Mình thấy rất nhiều bạn đi tập gym thì quan tâm đến những cái macro của những thứ họ nạp vào người. Hoặc chỉ đơn giản mà các bạn quan tâm đến cái cốc các bạn uống vào người nó có khoảng bao nhiêu calo. Thì tất cả các đồ uống của Starbucks thì đều có cái lượng calories trên cái trang website của họ. Và quan trọng hơn là các bạn nếu mà không muốn uống sữa whole milk thì có thể gọi sang sữa non fat để giảm cái lượng mỡ nạp vào người. Nghe có vẻ healthy fat đúng không? Thì đó là những thứ mình thích ở Starbucks. Còn bây giờ chúng ta sẽ ngồi một lúc đợi xem là Coolmade sắp ship hàng đến cho chúng ta chưa nhá. 2 hours later. Tình hình là hàng về rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ khui nó ra cho anh em xem mình đã mua những gì nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay hoặc mà thấy không hay thì cũng nhớ subscribe ủng hộ cho channel của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye.